Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay sẽ là tiếp tục là một cái nội dung mà có rất là nhiều bạn hỏi mình trong thời gian qua. Đó là về vấn đề là thức ăn dặm thì chúng ta sẽ mua cái loại nào. Đó, mua loại nào thì cho nó ăn thì nó mau mập. Đó, mấy con chuột nó mau béo lên. Đấy, vỗ béo, thức ăn vỗ béo rồi cho hamster á, thì chúng ta sẽ mua loại nào. Thì cái này có rất là nhiều bạn hỏi luôn. Và trong video này mình sẽ đáp giải đáp cho các bạn nha. Thì nếu như mà các bạn muốn con chuột của bạn nó mập á, thì không phải là các bạn cho nó ăn thức ăn 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần là nó mập liền đâu nha các bạn. Tại vì đây là thức ăn của mấy con chuột chứ không phải là thuốc kích thích ăn uống hoặc là thuốc tăng trọng gì đó. Đó, thì không phải là thuốc cho nên là các bạn không thể nào mà cho nó ăn 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần là nó mập, nó béo lên được. Mà các bạn muốn con chuột của bạn nó khỏe, nó mạnh, nó mập thì các bạn phải cho nó ăn thức ăn hàng ngày. Các bạn phải lưu ý về cái nguồn thức ăn mà các bạn cho nó ăn là có đủ chất dinh dưỡng chưa. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là tùy theo cơ địa của mỗi con chuột của các bạn nữa nha. Thì chuột hamster thì nó cũng giống như mình thôi. Đó, tùy theo cơ địa của mỗi con. Có con thì các bạn cho nó ăn hoài và nó vẫn ốm, còn có con thì các bạn chỉ cho nó ăn những thức ăn cơ bản thôi là nó rất là mập luôn rồi. Đó là tùy theo cơ địa mỗi con nha các bạn. Và cái thứ ba đó là về môi trường sống cũng như là cách chăm sóc của các bạn. Thì nếu như mà môi trường sống nó thoải mái, nó rộng rãi đồ, nó có đồ chơi đồ, thì tâm trí của nó là vui vẻ rồi đó, thì con chuột của các bạn nó sẽ khỏe mạnh và đồng thời là nó sẽ tăng cái tỷ lệ nó mập hơn rất là nhiều. Đó, vệ sinh chuồng đồ sạch sẽ thì hamster của bạn nó không bị bệnh, dẫn đến là hamster của bạn nó sẽ khá là mập. Rồi, còn về thức ăn hàng ngày á, thì các bạn lưu ý là phải cho nó ăn thật là nhiều loại hạt khác nhau cũng như là nhiều loại thức ăn khác nhau thì nó sẽ đảm bảo cho con chuột của bạn nó sẽ mập hơn nha. Vì trong tự nhiên á các bạn, thì mấy con chuột này nó ăn rất là tạp, nó ăn gọi là côn trùng rồi tất cả các loại hạt, đấy loại hạt nào mà nó kiếm được trên đường đi của nó đều ăn hết. Đó, vì thế là trong môi trường nó nhốt thì các bạn cố gắng là cho nó ăn nhiều loại hạt nhất. Đối với thức ăn hàng ngày thì các bạn có thể mua ở ngoài shop, chẳng hạn như là bên mình hoặc là có những shop khác. Thì thức ăn ở ngoài shop nó bán thứ nhất là giá rất là rẻ. Chẳng hạn như hiện tại là thức ăn cơ bản bên mình bán là 25.000 một bịch, tới nửa ký. Mà nếu như các bạn nuôi hai con đó, thì các bạn có thể cho nó ăn khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là thoải mái luôn nha. Thì trong cái bài thức ăn này thì nó có tất cả các loại hạt dành cho con chuột của bạn mà các bạn có thể nuôi, đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại chất dinh dưỡng đó trong quá trình mà các bạn nuôi, thì dẫn đến là hamster của bạn nó sẽ không bị thiếu chất nha. Đấy, còn nếu như mà các bạn tự trộn thì vẫn được, nhưng mà mình chắc chắn với bạn luôn là các bạn mua mấy cái hạt này ở ngoài chợ á mà các bạn về trộn thì nó sẽ rất là cao. Và đồng thời là có thể là các bạn mà mua không có đủ loại hạt như là ở trong một bịch thức ăn mà ở các shop người ta bán sẵn đâu. Vì thế là nếu như mà được thì các bạn hãy mua ở ngoài shop thì nó sẽ đảm bảo giá nó rẻ và nó đầy đủ các loại hạt cho mấy con chuột của bạn ăn. Đó, đồng thời là hạn chế cái tình trạng là thiếu chất dinh dưỡng cho mấy con chuột của bạn nha. Rồi, ngoài ra thì sẵn tiện mình quảng cáo cái loại thức ăn mới bên mình luôn. Thì hiện tại mình đang có bán cái loại siêu bổ này nha các bạn. Đây, thức ăn siêu bổ 39.000 một bịch. Đó, nó mắc hơn cái loại 25.000 rất là nhiều. Nhưng bù lại thì nó sẽ có một cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao cho mấy con chuột của bạn. Đặc biệt là các bạn nào mà có điều kiện nhiều một tí, túi tiền mà thoải mái một tí thì các bạn có thể mua loại này để mà bổ béo cũng như là cho mấy con chuột của bạn ăn nha. Thì cái loại này nó có bánh nè, sâu nè, đó, kẹo nè, các loại 2-3 loại bánh luôn, trái cây và một vài cái loại thức ăn dinh dưỡng khác. Và đồng thời là những cái hạt cơ bản như là hướng dương, đậu rồi hạt nhỏ khác thì đều có hết nha. Đó, một bịch như thế cũng là nửa ký nhưng mà nó giá nó hơi cao một tí là 39.000. Đó, thì cái loại này á, theo mình cho mấy con chuột mình ăn thử á, thì nó khá là thơm nha. Đó, mình trộn khá là thơm luôn. Vì thế là con chuột nó sẽ rất là thích ăn luôn. Đó, kích thích cái mùi vị của con chuột nó ăn hơn. Còn ngoài ra thì các bạn nào mà túi tiền mà không được rộng thoải mái một tí thì các bạn có thể mua loại 25.000 cho nó ăn vẫn ok. Còn các bạn nào mà túi tiền thoải mái một tí các bạn mua loại 39.000 cho nó ăn nha. Rồi về thức ăn dặm thêm thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là trên cho nó ăn loại nào á. Thì hiện tại mình có cái combo vỗ béo đó các bạn. Thì một combo vỗ béo thì nó sẽ có một hũ phô mai. Hiện tại thì mình đang có bán phô mai loại viên nén như các bạn. Đó, còn loại phô mai mềm thì hiện tại không có. Đó, hiện tại mình có loại phô mai nén này. Thì các bạn lấy một combo thì nó sẽ có một hũ phô mai như thế này. Và tiếp theo là một bịch cốm trứng. Đó, hoàn toàn là thức ăn là bổ cho mấy con chuột của bạn không đó. Đó, một bịch cốm trứng như thế này.
Rồi, ngoài ra nữa thì nó sẽ có thêm một món nữa. Đó, tổng cộng 4-3 món nha các bạn. Là một bịch yến mạch. Đó, một bịch yến mạch lá như thế này, khá là to luôn nha. Thì combo 3 món này á, thì mình thấy các bạn rất là thích. Vì thế là mình bán cũng khá là được luôn các bạn. Đó, thì các bạn rất là thích cái combo này. Thì combo này các bạn có thể cho nó ăn dặm thêm. Ngoài ra thì mình có thêm kẹo sữa dê nữa. Thì cái loại này thì nó được làm từ sữa và sản phẩm này là của Thái nha các bạn. Vì thế là mấy con chuột rất là thích cái loại mà nào mà có sữa, mùi thơm rồi đó. Đó, thì nó rất là thích. Đấy, một viên, cái một mỗi lần các bạn cho nó ăn thì các bạn để một viên vào cho nó gặm nha. Ngoài ra thì có rất là nhiều thức ăn khác như là bò cuộn nè. Đó, những món thức ăn mới rồi đó. Thì các bạn có thể mua thêm cho nó ăn. Chủ yếu thì là bên mình bán thức ăn dặm thêm á. Thì các bạn thích nhất là combo bổ béo. Đó. Ngoài ra thì có kẹo trái cây rồi các thứ các kiểu. Thì những món này thì cái chất dinh dưỡng nó khá là cao. Đó. Vì thế là các bạn có thể cho nó ăn thêm. Đó, trái cây sấy luôn nè. Đấy. Sâu á nè. Đó. Thì mấy món này chỉ là món hỗ trợ thức ăn dặm thêm cho mấy con chuột các bạn thôi. Và nó cũng góp phần là giúp cho con chuột của bạn nó béo hơn, nó mập hơn nha. Mà ngoài ra thì nếu như mà con chuột nó không mập á, thì nãy mình có nói đầu video rồi, là do cái cơ địa của con chuột của bạn. Đó, vì thế là nếu như mà con chuột của các bạn nó không mập á, thì các bạn cũng đừng có buồn. Thì nếu như mà con chuột của bạn nó không mập thì nó khỏe mạnh đó là cũng rất là ok rồi. Đó, không cần phải là mập quá nha các bạn. Các bạn cho nó ăn đồ ăn mà mập quá thì nhiều khi cũng không tốt. Nó sẽ dẫn đến béo phì, vì dẫn đến là con chuột của bạn nó sẽ bị ù lì nha. Đó, vì thế là các bạn nuôi chuột sao mà cho nó vừa vặn, nó khỏe mạnh là ok nha. Rồi, ngoài ra thì sẵn tiện cập nhật cái shop nhỏ của mình luôn. Đó, hiện tại chiếc ăn rồi nhà đồ cũng còn các bạn, nhưng mà còn khá là ít. Khoảng 2-3 tuần nữa thì nó mới về thêm hàng lồng với lại nhà đồ mấy mẫu mới nha. Thì hiện tại bên Trung Quốc rồi tuần trước hay gì đó nó nghỉ lễ đó các bạn, cho nên là hàng về khá là chậm luôn. Đây, đồ chạy luôn còn nhưng mà rất là ít luôn. Đó, mẫu thì lồng thì còn vài mẫu thôi các bạn. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua. Và cần mua cái mẫu nào thì có thể ghé qua cái web của mình á. Mình có để đường link ở dưới phần mô tả luôn, các bạn có thể tham khảo qua. Mình có cập nhật giá đầy đủ trên chảnh nha. Đó. Đấy, còn những cái mẫu này thôi. Còn tầng cuối cùng này thì là thức ăn hai loại nè. Mùng cưa, rồi các tấm, các sang, các lót, các Ấn Độ, buddy, mùng cưa thơm. Những cái loại lót chuồng cơ bản vẫn còn nha. Rồi cái giấy lót carry gì đó các bạn thì hiện tại mình đang hết hàng luôn nha. À, khoảng 1-2 tuần thì nó mới về thêm nữa. Bình nước cái thứ đều có đủ nha các bạn. Đấy, nhà trứng, đà điểu, khủng long đều có hết trơn nè. Thức ăn dặm thì cũng còn khá là đầy đủ luôn. Đó, các bạn có thể lên web hoặc là lên trang Shopee của mình để mà tham khảo giá cũng như là ủng hộ mình. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Và các bạn có thêm câu hỏi gì về hamster nữa đó thì có thể bình luận ở phía dưới. Mình thấy câu hỏi nào các bạn hỏi nhiều quá thì mình sẽ làm một cái video giải đáp cho các bạn luôn nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.